hình trang trí cho đường fondant mà mình không cần phải dùng túi bắt kem hay là đuôi bắt kem giống như là kem bơ hoặc là kem topping. Và ngày hôm nay mình mong muốn gửi gắm tất cả những kinh nghiệm về làm bánh fondant của mình cho các bạn trong khóa học này. Và bây giờ chúng mình cùng nhau bước vào thế giới của bánh fondant nhé.